chưa đi, nó đi rồi thôi. Cháu vào đây 2 lần rồi, nó cần leo. Lần đầu tiên con Xuân nó bảo con chạy phát lên tầng trên cùng luôn. Lên cái ngưỡng cửa trên cùng đấy. Nó chưa đi thì nó đi rồi. Kìa, con Nam kìa. Ghê à. Ghê đâm bom à. Ghê đâm bom. Mấy triệu mỗi lần. Mấy chục triệu. Đeo rồi. Ghê mất sạch. Đậm. Cái gì? Đó. Ồ, cái này em tưởng là có hướng dẫn viên chứ không có. Đó, lên xe mới có, lên tàu mới có. Lên thuyền nó mới có chứ. Đây rồi. Nhảy cái chân lên. Đúng rồi, cây vối đấy. Nếu mà cái này phải cái dâu dao tới kinh chưa, mà lại còn cái lỗ hầm hố như kia cả. Đây này, tại nhà mình đi gom lại đi. Đang xuống du thuyền. Cây này đang lên bông rồi này. Lối vào quẩy bắn lên. Anh ơi! Lên du thuyền chùa Tam Trúc. Lên thuyền kia kìa, chắc lối lên thuyền kia kìa. Mọi người cái chụp ảnh thì chụp đẹp nè. Rất là đẹp tuyệt vời. Đây này, đứng đây tập trung chụp cái ảnh đó nào. Kỷ niệm nào. Đúng không? Chụp đẹp với anh cái nào. Không. Hết cái chùa chứ lại. Đứng hẳn ở đây 2 vợ chồng như đây. Chụp